Mình đang ở trong Clearwater Spring. Qua trời clear. Cái này á, là mỗi minute nó phun lên từ ở dưới đất á, cả ngàn mét khối nước ngọt. Em quay cái này. Mình đang ngồi trên cái khai giác. Bởi vậy ở trong đây là nước mặn, ở ngoài nó không có vô được, tại vì nhiều nước ngọt nó phong lên á, thành ra nước trong đây lúc nào nó cũng cao hơn ở ngoài biển, thành ra nó không có gì, không có thay lại gì, nước lên nước xuống thủy triều. Thấy còn không? Thấy. Đúng rồi, thân lại đúng rồi.